Nếu bạn ngửi thấy mùi tanh ở nhà và đó không phải là bữa tối có cá hồi ngon lành thì đã đến lúc bạn nên kiểm tra thiết bị điện rồi. Mùi hôi thối đó có thể có nghĩa là dây điện của bạn bị sờn, cầu dao bị lỗi hoặc mạch điện bị quá tải. Và để tôi nói cho bạn biết, đống dây bọc nhựa đó phát ra mùi còn tệ hơn cả bánh mì kẹp cá ngừ để ngoài nắng đấy. Vì vậy, đừng thờ ơ mà hãy kiểm tra hệ thống điện nhà bạn càng sớm càng tốt. Nếu bạn ngửi thấy mùi trứng thối trong nhà, hãy gọi ngay cho thợ sửa ống nước. Lý do rõ ràng nhất là các vấn đề về nước thải và thoát nước, chẳng hạn như ô nhiễm. Nhưng mùi như vậy cũng có thể được tạo ra nếu bạn gặp sự cố với máy nước nóng. Một vấn đề khác có thể xảy ra có thể là rò rỉ khí ga. Các nhà sản xuất thêm một số hóa chất có mùi khó chịu vào khí đốt tự nhiên để mọi người có thể nhận thấy ngay tại chỗ rò rỉ khí ga, dù là nhỏ nhất. Thứ này có thể không dễ phát hiện như thấy con kỳ lân ở vườn bách thảo, nhưng quan trọng là bạn cần phải biết. Bạn đã bao giờ ngửi thấy mùi gì đó kỳ kỳ trước khi bếp của bạn bốc cháy chưa? Đó là mùi của carbon monoxide. Và để tôi nói cho bạn biết, không đùa được đâu. Loại khí lén lút này có thể cực kỳ nguy hiểm nếu bạn hít phải quá nhiều. Và điều tồi tệ nhất là nó hoàn toàn không mùi và không vị. Mùi hương kỳ lạ mà bạn đang thấy á. Thật ra người ta thêm nó vào khí để giúp bạn cảnh giác rằng mối nguy hiểm đang rình rập. Vì vậy, lần tới khi bạn bắt gặp mùi khét phát ra từ bếp của mình, đừng chỉ coi đó là món Isana còn sót lại từ đêm qua. Không có gì lạ khi tìm thấy nấm mốc trong nhà ở bất cứ nơi nào có nước và bị kẹt lại. Chẳng hạn như một vết rò rỉ không xác định trên tường. Các bào tử nấm mốc có thể phát triển do mạng ẩm này và có thể gây ra các vấn đề sức khỏe khá nghiêm trọng. Rệp thích ăn dày, phải, chúng thích trốn trong đó, nhưng chỉ khi điều kiện phù hợp thôi. Vì vậy, nếu bạn có một đôi giày mà bạn hiếm khi đi, hãy coi chừng. Rệp có thể chỉ rút vào đó để đánh một giấc. Nhưng đừng lo lắng, có một mẹo để loại bỏ những con bọ phiền phức đó ra khỏi giày yêu của bạn. Giày da quá trơn để rệp bò lên, vì vậy chúng ít có khả năng ẩn náu trong đó. Mặt khác, giày thể thao giống như sân chơi cho rệp vậy. Tất cả những họa tiết và hoa văn thú vị đó tạo nên một chỗ ẩn nấp hoàn hảo. Vì vậy, nếu bạn muốn đuổi rệp ra khỏi giày, hãy đi giày thường xuyên. Mấy con nhiều chân lộm nhộm đáng sợ đó không thích các thứ di chuyển nhiều hoặc bị quấy rầy thường xuyên. Ai mà biết được, bạn thậm chí có thể làm tiêu đời một vài con trong quá trình này. Đôi bên cùng có lợi luôn. Thế nên là cứ mạnh dạn đi, xỏ đôi giày đó vào và cho lũ rệp đó biết ai là trùm. Đôi chân của bạn và sự vệ sinh nữa sẽ cảm ơn bạn vì điều đó. Nếu mũi bạn ngửi thấy một mùi hôi khó chịu, có lẽ đã đến lúc bạn nên kiểm tra nệm của mình. Các nghiên cứu khoa học gần đây đã tiết lộ rằng một chiếc nệm 7 năm tuổi có thể chứa nhiều vi khuẩn hơn cả một bộ phim khoa học viễn tưởng lấy bối cảnh ngoài vũ trụ. Hơn 16 triệu đơn vị hình thành khuẩn lạc trên mỗi cm vuông. Điều đó đủ để khiến ngay cả những người dũng cảm nhất trong chúng ta cũng muốn ngủ trong bộ đồ hazmat. Nhưng đừng sợ, vì đã có giải pháp cho vấn đề nghiêm trọng này. Chào baking soda, anh hùng thầm lặng của việc làm sạch hộ gia đình. Chỉ cần rắc một ít loại bột kỳ diệu này lên nệm của bạn, để yên trong nửa giờ trong khi bạn làm điều gì đó thú vị. Chẳng hạn như xem video về mèo, sau đó hút bụi băng băng chải đính kèm. Ta-da! Giường của bạn sẽ có mùi thơm mát hơn cả cánh đồng hoa cúc vào một ngày mùa xuân. Vì vậy, đừng để đám vi khuẩn khó chịu đó chiếm lấy thứ tuyệt nhất của bạn. Và ai biết được, có thể chiếc đệm mới giặt của bạn thậm chí sẽ truyền cảm hứng cho cả những giấc mơ ngọt ngào, hoặc ít nhất là xua đuổi ác mộng. Bạn có bao giờ thấy chiếc khăn tắm của mình có mùi giống như mùi nách quái vật đâm lây không? Vâng, đó là do bạn đã sử dụng nó quá lâu. Đừng tích trữ vi khuẩn, hãy giặt khăn tắm của bạn sau 3 lần sử dụng. Và nếu bạn thực sự muốn xua đuổi đống vi khuẩn hôi thối đó, thỉnh thoảng hãy cho một ít baking soda vào mũi của bạn, và nếu bạn ở chung với người khác, bạn cùng phòng chắc chắn cũng sẽ cảm ơn bạn. Nếu phòng tắm của bạn có mùi như đầm lầy, đó có thể là do nước tù động hoặc cặn bẩn trong cống. Đừng lo lắng, nếu thợ sửa ống nước không thể đến cho đến ngày mai, bạn có thể khử mùi bằng cách nhỏ một vài giọt tinh dầu yêu thích của bạn vào cuộn giấy vệ sinh. Nó sẽ không giải quyết được vấn đề đâu, nhưng ít nhất bạn sẽ không cảm thấy ngạt thở. Giờ đến lượt bàn chải nhà vệ sinh hôi thối.
vắt một ít chất tẩy rửa có mùi thơm ngay vào ngăn chứa hoặc tự tạo mùi hương cho riêng bạn bằng nước cất và tinh dầu. Nó sẽ loại bỏ vi khuẩn và tinh dầu sẽ che đi mùi hôi. Nhớ đảm bảo rằng bạn không bị dị ứng với các loại tinh dầu bạn chọn là được. Chuyển sang máy rửa chén, bạn có biết rằng nấm mốc có thể phát triển trong đó không? Ghê nhỉ, chạy một chu trình nhiệt khô không có bát đĩa mà thay vào đó là một ít giấm. Nhớ xả sạch tất cả các bộ phận bên trong, bao gồm các bộ lọc và bảng điều khiển. Và nếu giỏ đựng thìa nĩa của bạn trong hơi mốc, hãy ngâm nó trong một ít chất tẩy rửa kháng khuẩn pha loãng trước khi rửa kỹ nhé. Giờ hãy nói về những âm thanh kỳ lạ trong nhà bạn. Tiếng lách cách vào mùa đông hoặc mùa thu có thể là do bật hệ thống sưởi hoặc bộ tản nhiệt. Nếu có hơi nước ngưng tụ trong hệ thống, hãy thử làm chảy bộ tản nhiệt. Và nếu bạn nghe thấy tiếng sủi bọt, thì đó có thể là rò rỉ nước hoặc cặn bẩn trong bình nóng lạnh. Tắt ống nước chính và lắng nghe. Nếu âm thanh dừng lại, hãy gọi thợ sửa ống nước. Nếu không, hãy thử xả bể. Nếu bạn sắp chuyển đến một ngôi nhà mới, hãy kiểm tra tường và trần nhà xem có dấu hiệu đáng ngờ nào không. Màu sơn mới có thể che giấu điều gì đó, vì vậy hãy hỏi chủ nhà xem có chuyện gì. Hãy tránh xa trần sơn sần. Chúng không chỉ xấu xí mà còn chứa amian. Amian giống như một bát súp bảng chữ cái. Nó được tạo thành từ tất cả các sợi tinh thể khó phát âm này. Nhưng đừng để những cái tên lập dị của nó đánh lừa bạn. Amian là chất cực kỳ bền, nó có thể chịu được nhiệt độ cao, hóa chất và thậm chí cả điện. Không có gì ngạc nhiên khi nó là một vật liệu xây dựng phổ biến như vậy trong ngày. Amian giống như một ninja lén lút. Nó có thể phân hủy thành những sợi cực nhỏ đến mức chúng có thể lơ lửng trong không khí nhiều ngày. Và nếu vô tình hít phải những sợi này thì chẳng khác nào mời một vị khách nguy hiểm đến với phổi của bạn. Eo ôi! Vì vậy, hãy loại bỏ amian và giữ cho lá phổi của chúng ta vui vẻ và khỏe mạnh. Nhớ cẩn thận, nếu bạn đang cải tạo một ngôi nhà cũ, bạn sẽ không bao giờ biết liệu mình có phát hiện ra một lớp máy lập amian bất ngờ hay không. Vi khuẩn gây mùi thích tiệt tùng trong bồn rửa và cống tắc nước của nhà bếp, và đấy là còn chưa nói đến máy thải rác. Chúng giống như một bữa buffet vi khuẩn ở đó. Nhưng có một giải pháp thú vị cho bạn đây. Mỗi tuần một lần hãy tổ chức một bữa tiệc của riêng bạn bằng cách mời 6 viên đá, một thìa baking soda, 3 lát chanh mỏng và một thìa cà phê thuốc tẩy. Bật nhạc lên, bật tính năng xử lý máy thải rác và để những viên đá đó làm việc của chúng. Khi bữa tiệc kết thúc, hãy rửa sạch bằng nước lạnh trong 30 giây và thế là xong, một bồn rửa sạch sẽ. Ghế sofa hoặc tủ mới của bạn có thể đang bí mật thải các loại khí hôi thối vào không khí. Vâng, đó là sự thật. Những khí này được gọi là các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi, hay còn gọi là VOC. Nó có thể khiến mũi và cổ họng của bạn cảm thấy khá khó chịu. Và nếu điều đó chưa đủ tệ, chúng thậm chí có thể khiến bạn đau đầu hoặc chóng mặt nữa. Ghê quá! Nhưng đừng lo lắng, tôi hỗ trợ bạn đây. Nếu có thể, hãy thử mở cửa sổ để hít thở không khí trong lành. Và nếu bạn đang tìm kiếm một số đồ nội thất hoặc sản phẩm gia dụng mới, hãy để ý đến các tùy chọn có hàm lượng VOC thấp. Mũi của bạn sẽ biết ơn lắm. Với cả, ai lại muốn sống giữa đống nội thất bốc mùi cơ chứ?